Thưa cô Lan, thưa cô Phương, thưa quý vị đồng nghiệp, uh, ngày hôm nay tôi sẽ xin báo cáo về một cái uh, những cái kiến thức mà tương đối mới về cái tổn thương tiểu phế quản trong sinh bệnh học của bệnh phổi mô kẻ. Thì thực ra đó là um, thưa cô Lan là người uh, cao tuổi thì hay kể chuyện xưa. Uh, và thực ra mà nói đó thì trong các uh, ngành hô hấp của chúng ta chúng ta biết rằng là những cái bệnh như là bệnh hen suyễn hay là bệnh uh, phổi tắc nghẽn mãn tính đã được phát hiện ra từ rất lâu và nếu mà nhìn về lịch sử thì là có những nhà như là đại khoa học của thế giới dân nghi Trung Quốc hoặc là người Hy Lạp đã phát hiện ra bệnh hen suyễn từ cả hai ba nghìn năm trước tuy nhiên bệnh phổi mô kẻ thì có lẽ rằng là cái người đầu tiên đã nghĩ đến rằng là khi mà người bệnh nhân bị khó thở, vì bệnh phổi mô kẻ đó là uh, giáo sư Dominic Corrigan. Thực ra chúng ta phải gọi vị này là bá thước, bá thước Dominic Corrigan và ông ta là cái người đầu tiên đã mô tả một rất một cách rất là rõ ràng về cái bệnh phổi mô kẻ nơi một người bệnh nhân. Và cái điều mà rất là lý thú là giáo sư Corrigan đã mô tả việc này năm 1838, có nghĩa là gần 200 năm nay và ông ta lại là không phải là người bác sĩ chuyên về hô hấp mà là một trong những cái người bác sĩ hàng đầu về tim mạch ông ta rất là giỏi về cái bệnh hở van động mạch chủ nhưng mà rất là tình cờ là ông ta đã làm được cái việc này sau đó thì phải đợi mãi một trăm năm sau gần một trăm năm sau thì hai vị Harman và Rich đã có cái bài rất là rõ ràng về cái bệnh phổi mô kẻ và đây là À, à, lúc đó thì tôi xin phép quay ngược lại là uh, giáo sư Corrigan đã nói về cái bệnh sơ phổi dùng cái từ là cirrhosis. Cirrhosis là hiện nay chúng ta dùng cho bệnh sơ gan. Liver cirrhosis chưa không ai nói rằng là cirrhosis cho phổi cả nhưng mà ông ta đã nói đã dùng cái từ đó và sau đó thì hai giáo sư Hamman và Richard là cái người đã đăng vào năm 1935 và đã cái dùng cái từ là diffuse interstitial fibrosis và lúc đó thì rõ ràng rằng là cái hiện tượng sơ đã được nghĩa là uh, nói ra một cách rất là rõ ràng và cái bài đó đã được đăng năm 1935. Và cái điều mà lý thú đó rằng là vào những cái năm tháng đó thì thăm dò chức năng não đã có rồi, chẩn đoán hình ảnh cũng bắt đầu sơ khai, thành ra những cái sự mà mô tả của hai vị giáo sư này nó tương đối nó cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên có lẽ uh, quý uh, đồng nghiệp nào đã có mặt uh, vào cái hội nghị năm ngoái cũng đã biết rằng là hai cái hội chứng hạn chế và tắc nghẽn mà tất cả các bác sĩ hóa chúng ta đều biết lần đầu tiên được đã, đã được như là hệ thống hóa là do hai vị giáo sư Dickinson Richards và Andre Kono đã, đã đã được giải Nobel năm 1956 và đã đăng vào năm 1941 rõ ràng hai cái hội chứng hạn chế và tắc nghẽn đó và từ đó thì ngày hôm nay chúng ta biết rằng là cái bệnh phổi mô kẻ là nó sẽ đi liền với cái hội chứng hạn chế chứ không phải là đi liền với cái hội chứng tắc nghẽn đó là cái hội chứng mà dành cho những bệnh như hen suyễn hay là COPD nhưng mà một cách rất là lý thú rằng là năm 1944 có nghĩa là 9 năm sau cái mô tả đầu tiên thì chính là hai vị Hoa Man và Rich đã đưa ra một cái giải thuyết rằng là bệnh phổi mô kẻ có thể dĩ nhiên chắc chắn đưa đến cái hội chứng hạn chế nhưng mà cũng có thể đưa đến cái hội chứng tắc nghẽn nói một cách khác rằng là hai vị đó đã bắt đầu mang nha cho chúng ta thấy rằng là những cái đường thở những cái phế quản cũng có thể bị ảnh hưởng trong cái sinh bệnh học của bệnh phổi mô kẻ và phải đợi cho đến năm 1973 có nghĩa là chúng ta gần đây hơn lúc đó thì uh, các vị thầy cô lớn tuổi đang hoặc là sắp học y khoa thì chúng ta có cái bài nghiên cứu đầu tiên đăng trong tạp chí hóa của Hoa Kỳ nói rằng là cái sức cản đường thở rõ ràng nó sẽ được phát hiện lên nơi một số các bệnh nhân bị bệnh phổi mô kẻ. Lúc đó là thế giới đã bắt đầu có manh nha cái khái niệm rằng là bệnh phổi mô kẻ cũng có thể ảnh hưởng đến phế quản chứ không chỉ ảnh hưởng đến phế nang. Nhưng mà mãi cho đến 4 năm sau 1977 thì lúc đó chúng ta có rõ ràng cái minh chứng đầu tiên rằng là bệnh phổi mô kẻ không những liên quan đến cái phần mô kẻ mà nó liên quan đến phần phế nang mình nó cũng có thể liên quan đến cái phần phế quản và ở đây thì chúng ta thấy rằng là có 18 bệnh nhân bị cái bệnh phổi sơ phổi vô căn IPF và ở đây thì các bác sĩ này các tác giả này đã minh chứng bằng mô học rằng là rõ ràng ở đây những cái tiểu phế quản có một cái trạng thái rất là bất bình thường thì chúng ta thấy rằng là tiểu phế quản cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cái bệnh lý học của bệnh phối mua kẻ. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, và lúc đó là những năm 1980, 90 đầu năm 2000, mãi cho đến năm 2020, thì tất cả các bác sĩ trong chúng ta, và tôi là một trong những người bác sĩ đó, đều giảng dạy sinh viên rằng là nếu mà các em, nếu mà các bạn có một bệnh nhân bệnh phối mô kẻ, thì cái điều mà chúng ta cần quan tâm đó là vùng sâu, vùng xa của hai lá phổi phế quản không có liên quan gì cả. Phế quản hãy nhường lại cho các bác sĩ chuyên về bệnh hen suyễn hay là bệnh siêu đi. Mãi cho đến năm 2020 thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu có từ, tôi chỉ có hai bài báo cáo để mà cùng chia sẻ cùng quý đồng nghiệp. Có cái khái niệm rất là rõ rằng là không những gì phế nang mà phế quản và tiểu phế quản nó cũng sẽ ảnh hưởng đến. Và đây đó là cái nghiên cứu đầu tiên do giáo sư James Hook. James Hook đó là vị giáo sư đứng hàng đầu trên thế giới về mô học và giáo sư James Cook cùng với một số các cộng sự đã sử dụng những cái tạng phổi extended lungs chúng ta thấy ở đây lấy từ những bệnh nhân được ghép tạng phổi và sau đó đã kết hợp mô học và chẩn đoán hình ảnh để mà đưa cho chúng ta những cái khái niệm rõ ràng và thuyết phục nhất cho chúng ta biết rằng là tiểu phế quản cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cái bệnh phổi của kẻ thế thì các vị đó đã làm việc gì thứ nhất đó, là cái cái trên cái sai này thì nó tương đối nó cũng hơi phức tạp nhưng mà uh, uh, quý đồng nghiệp thấy rằng là ở đây chúng ta có ba lớp ở trên cùng đó là những cái uh, những cái phổi cho những cái người mà hiến phổi mà không có uh, chúng ta không có dùng cái hàng thứ nhì là những cái người bị bệnh phổi mô kẻ sau đó sẽ được ghép tặng phổi và những cái người đó ghép tặng phổi tuy rằng là được ghép tạng phổi nhưng mà có những cái uh, tổn thương tương đối nó nhẹ minimal fibrosis và cái hàng ở cuối dưới là những cái người bị phổi mô kẽ với cái dạng uh, 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 sơ phổi rất là nặng market fibrosis và ở trên cái cột đầu thì chúng ta thấy rằng đó, đó là những cái chẩn đoán hình ảnh sử dụng cái multi detector CT và cho chúng ta thấy rõ cái những cái tổn thương ở nơi cái nơi, nơi những cái lá phổi đó cái cột giữa là cái micro CT micro CT nó không khác gì những cái CT bình thường nhưng mà nó sẽ quan tâm đến những cái vùng rất là nhỏ trên cái lá phổi và lúc đó cho phép chúng cho phép chúng ta thấy rằng là cái hình dạng của cái của cái chẩn đoán hình ảnh nó như thế nào và cái cột cuối cùng nó dĩ nhiên đó là cái mô học thì ở đây thì uh, các đồng nghiệp thấy rằng là những cái chỗ mà khoanh tròn Ờ, xin lỗi những cái chỗ mà ở đây những cái chỗ Khan tròn đỏ là chúng ta sẽ thấy được ở đây và đây đó là cái vùng này cùng một lúc sẽ thấy được cái sự chuyển đoán hình ảnh và cũng sẽ thấy được cái mô hình học đây là những cái vùng mà đúng cái vùng đó và đây chúng ta thấy rằng là cái người mà không có sơ phổi cái người mà có sơ phổi dạng nhẹ và có người sơ phổi dạng nặng thì rõ ràng nó khác nhau và ở đây trong cái mô học nó cũng vậy nếu mà chúng ta bước thêm một bước nữa thì ở đây cái đây là cái kết quả đầu tiên và cái, kết quả này cho chúng ta thấy là, là, là như thế nào chúng ta thấy rằng là những cái người mà có bệnh phổi mô kẻ vô căn IPF so với cái nhóm chứng thì rõ ràng là đây chúng ta thấy rằng là cái số của cái số lượng của những cái phế quản hoặc là tiểu phế quản nó cao hơn là cái nhóm chứng thì lúc đầu lúc mà tôi nghe cái bài, bài, bài báo cáo này và tôi đọc cái bài báo cáo này thì có một lúc tôi rất là băn khoăn nói rằng là tại sao tiểu phế quản bị tổn thương mà lại cái số phế quản, cái số lượng phế quản nó lại tăng lên. Thực ra nó không phải là như vậy. Cái này đó là các tác giả chủ yếu muốn cho chúng ta biết rằng là đây là những cái phế quản mà được thể hiện visible airways. Nói một cách khác rằng là họ nhìn trên cái trận đoán hình ảnh và họ phát hiện ra được và sở dĩ họ phát hiện ra được là bởi vì những cái tiểu phế quản này nó có cái độ dày khiến cho người ta có thể phát hiện nó ra trên cái trận đoán hình ảnh chứ không phải là vì cái số lượng đó thực sự nó cao lên và ở đây chúng ta thấy rằng là cái số mà những cái phế quản được phát hiện ra đa số là những cái tiểu phế quản bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là những cái tiểu phế quản này cái đường kính của nó là dưới 2 mm rõ ràng đó là cái định nghĩa của tiểu phế quản thành ra từ cái nghiên cứu này người ta có thể kết luận rằng là tiểu phế quản được tăng Uh, cái, cái cái số tiểu tiểu phế quản nó được giảm và cái độ dày của tiểu phế quản nó sẽ tăng nơi những cái người bệnh nhân bị bệnh phổi mô kẻ và cái đó đã được chứng chứng minh qua chẩn đoán hình ảnh và được chứng minh qua mô học và ở đây thì chúng ta thấy rằng là trước khi mà chúng ta đi đến cái vùng sâu vùng xa có nghĩa là phế nang thì dĩ nhiên chúng ta phải đi qua cái vùng tiểu phế quản và cái phần kế tiếp cái phần sau của cái bài báo cáo này đó là cái câu hỏi như thế này. Chúng ta biết rằng là tiểu phế quản bị tổn thương trong bệnh phổi mô kẻ. Thế thì cái câu hỏi đặt ra vào năm 2020 và các tác giả không có trả lời được rằng là tổn thương tiểu phế quản trước rồi sau đó thì mới gây ra cái tổn thương ở phế nang hay là bởi vì tổn thương ở phế nang với cái viêm ở phế nang nó cái viêm nó sẽ trở ngược lại trên cái tiểu phế quản. Và lúc đó thì các tác giả đã không mang được cái câu trả lời cái gì là con gà, cái gì là quả trứng, thì cái câu trả lời đó cũng cùng với cái nhóm tác giả này sẽ được đưa đến qua cái bài báo cáo được đăng đúng một năm sau tại cái tạp chí hóa của hội Hoa học kỳ và ở đây thì quý đồng nghiệp thấy rằng là người ta nói rằng là tổn thương tiểu phế quản và sơ phổi là những cái dấu hiệu mà có rất là sớm trong cái sinh bệnh học của bệnh phổi quốc kẽ thế thì các tác giả đó đã làm thế nào để mà có thể chứng minh và thuyết phục được chúng ta với lại cái câu kết luận này? Theo đây cũng vậy, đây là một cái slide nó tương đối nó phức tạp nhưng mà tôi xin phép được một hai phút để mà đi lướt qua. giảm đường thở nhỏ và sơ hóa là một đặc điểm bệnh lý sớm của sơ phổi vô căn và lúc đó thì các tác giả đã làm gì? Thứ nhất, các tác giả đã dùng cái chẩn đoán CT nơi người bệnh nhân trước khi bị ghép tạng phổi. Sau đó thì đây là cái mẫu vật của cái phổi đã được lấy ra. Và sau đó thì họ cũng phân tích CT định lượng. Và đấy, sau đó họ lấy mẫu ngẫu nhiên thống nhất có hệ thống. Và từ đây thì họ sẽ lấy ra được những cái mẫu rất là nhỏ, 23mm, có nghĩa là 2cm. Và từ đó thì họ sẽ dùng micro CT để mà phân tích vi cấu trúc. Và cuối cùng thì sẽ đối chiếu với lại cái mô, uh, mô bình. Hợp nói ra thì dễ nhưng mà nghĩ đến cái việc này thì thực sự đó là một cái việc rất là rất là thông minh và rất là hữu ích bởi vì sao bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là đây là những cái những cái mô hình chúng ta thấy đây là cái chẩn đoán ở đây và đây là những cái những cái phần cấu trúc của cái của cái phế quản đây là cái cấu trúc của uh, vi cấu trúc và ở đây thì chúng ta thấy rằng là đến cái lúc này thì là những cái tiểu phế quản này nó rõ ràng nó có cái sự khác biệt giữa cái người mà có bệnh bệnh sơ phổi mà thực sự và cái người là cái nhóm chứng và cái sai được sau thì nó là quan trọng hơn là lúc đó thì các 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 tác giả đã quan tâm đến hai điều cái điều thứ nhất đó là xem coi cái số tiểu phế quản tận terminal bronchial TB ở đây và cái số tiểu phế quản chuyển tiếp có nghĩa là giữa cái tiểu phế quản tận và cái phế năng thì cái số lượng và cái độ dày nó như thế nào thì ở đây quý đồng nghiệp thấy rằng là cái số lượng của cái tiểu phế quản tận nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với lại cái số lượng của nhóm chứng cùng một lúc đó thì là cái số lượng của tiểu phế quản chuyển tiếp có nghĩa là trước khi chúng ta đi vào trong vùng, vùng phế năng thì nó cũng sẽ giảm rất là nhiều so với lại cái nhóm chứng và ngược lại thì cái diện tích thành có nghĩa là cái bề dày của những cái tiểu phế quản đó nó sẽ tăng rất là cao so với lại cái bề dày của cái tiểu phế quản của nhóm trứng và cũng cũng vậy cái bề dày của cái uh, của cái độ dày của cái thành của cái tiểu phế quản nói một cách khác ở đây các tác giả này đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng là cái số lượng tiểu phế quản nơi những cái người bệnh bị phổi vô kể vô can và cái độ dày cái số lượng nó thấp hơn và cái độ dày nó cao hơn chứng tỏ rằng là những cái người bệnh nhân đó không những chỉ bị tổn thương nơi tiểu phế quản mà chúng ta đã đánh giá được một cách rất là chính xác về số lượng và về cái bề dày của những cái tiểu phế quản đó. Và cái điều cuối cùng lại đây chúng ta thấy rằng là trong cái à còn cái cái điều nữa mà cái điều này là ai cũng biết rằng là trong cái bệnh phổi mô kẻ thì chúng ta biết rằng là cái hội chứng hạn chế là nó nó có và có nghĩa rằng là cái diện tích của bề mặt của phế nang diện tích bề mặt của phế nang thì những người IPF rất là thấp có nghĩa rằng là phế nang nó đã bị đầy đặt và nó không còn nữa và cái độ dày thành vách của 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 ngân thì nó cũng cao lên thì rõ ràng đây đó là cái chứng minh rằng là những người bệnh nhân đó bị sơ phổi cùng một lúc là những người bệnh nhân đó có tổn thương nơi cái nơi cái uh, nơi cái nơi những cái tiểu phế quản cuối cùng rằng là quý đồng nghiệp biết rằng là trong một cái lá phổi mà chúng ta sẽ bỏ đi bởi vì chúng ta sẽ ghép tạng phổi thì cái phổi mô kẻ đó nó, không phải cái độ sơ đó ở bất cứ cái nơi nào trên cái lá phổi nó nó cũng giống nhau có cái những cái vùng mà cái bộ sơ, cái 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 độ sơ nó rất là cao và có những cái vùng cái bộ sơ nó chỉ mới bắt đầu và bởi từ đó và từ đó thì các tác giả này nói thì thế thì bây giờ chúng ta xem coi rằng là những cái vùng nào của cái lá phổi đó không sơ chúng ta thấy ở đây và những cái vùng nào của cái lá phổi đó có sơ đây đó là những cái mau mạch chúng ta thấy là không sơ thì những mau mạch vẫn còn đây là đã có sơ rồi những cái mau mạch nó đã bắt đầu nó nó, đã giảm đi và ngay cái chính những, cái người bệnh nhân này sẽ những người bệnh nhân có bệnh bệnh phổi mô kẻ và cùng một lúc có tăng áp động mạch phổi nhưng mà chúng ta biết trong cái bệnh phổi mô kẻ đó và ở đây thì chúng ta thấy rằng là các uh, tác giả này đã so sánh ba nhóm nhóm thứ nhất là nhóm chứng nhóm thứ nhì là nhóm IPF không sơ Nhóm thứ ba là nhóm IPF có sơ và đây tôi xin nói rõ rằng là không sơ và có sơ đến từ cùng một bệnh nhân nhưng mà có những cái vùng phổi không sơ và có những vùng phổi có sơ. Và đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng là ở những cái nhóm IPF mà không sơ thì rằng là cái số lượng của tiểu phế quản nó đã bắt đầu nó giảm so với cái nhóm trước. Và ở đây cái nhóm IPF mà không sơ thì cái diện tích thành của tiểu phế quản nó cũng đã tăng so với nhóm chính. Nói một cách khác rằng là nơi một cái vùng của cái lá phổi chưa có cái hiện tượng sơ trong cái vùng mua kẻ thì đã có cái sự tổn thương nơi những cái tiểu phế quản số lượng sẽ ít đi và cái thành dày nó sẽ tăng lên nói một cái khác rằng là cái tổn thương của cái tiểu phế quản nó sẽ đến trước cái tổn thương ở cái vùng mua kẻ có nghĩa là cái sơ của tiểu phế quản bị tổn thương trước khi đến sơ. và sau khi mà đã chia sẻ cùng với quý, quý đồng nghiệp một số những cái kết quả mà quan trọng thì bây giờ tôi xin phép bàn sơ qua à, kết luận tạm thời là thứ nhất là việc không có tác nghẽn luồng khí trong IPF không có nghĩa là bệnh trí giới hạn ở phía nam khi xưa chúng ta kết luận là không có tác nghẽn luồng khí là bởi vì chúng ta dùng FEV1 để mà đánh giá xem có tác nghẽn hay không và chúng ta biết rằng là FEV1 không có cái khả năng để mà đánh giá cái sự tắc nghẽn hay không có tắc nghẽn nơi tiểu phế quản fv 1 chỉ đánh giá ở nơi những cái phế quản ở cái ở cái vùng mà gần proximal Airways cái kết luận thứ nhì là đường thở nhỏ đường kính dưới 2 mm cho thấy sự hiển thị rõ hơn do đường thở dày lên bởi vì thế nên chúng ta mới có cái, cái kết quả của cái bệnh kiểu đầu tiên cái kết luận thứ ba rằng là nếu mà chúng ta chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy số lượng tiểu phế quản ở tận phổi IPF giảm đến 60% so với phổi trứng khỏe mạnh. Và cái kết luận cuối cùng đó là mất đường thở nhỏ xảy ra sớm trong quá trình tiến triển của IPF và dường như xảy ra trước sự phát triển của sự sơ hóa. Và để kết luận thì tôi xin bàn sơ qua về cái sinh bệnh học thì nếu mà nói về sinh bệnh học của cái bệnh phổi mô kẻ thì nó còn phức tạp hơn là những con đường đi metro của thành phố Paris nữa nó là như thế này thành ra tôi xin phép là không có bạn tới và xin đi từ một cái nghĩa là một cái suy nghĩ rất là đơn giản nói rằng là vì sao mà chúng ta khi mà bị tổn thương nơi tiểu phế quản thì lại sẽ gây ra cái sự tổn thương nơi cái phế nang và nơi cái vùng phổi mô kẻ. thì ở đây đó nếu mà các đồng nghiệp nào mà quan tâm đến cái vấn đề mà những cái bệnh di truyền, di truyền học đối với cái bệnh phổi mô kẻ thì lúc đó người ta thấy rằng là có một cái gen gọi là gen mic 5 b và mic 5 b là một cái gen rất là quen thuộc đối với lại các chuyên gia về bệnh phổi tăng nhãn mãn tính bởi vì cái gen mic 5 b nó chính là cái gen sẽ giúp cho chúng ta tổng hợp được cái mic 5 và cái mic 5 đó là một cái phân tử rất là quan trọng trong cái chất nhờn của những cái phế quản của chúng ta và ở đây thì trong cái bài nghiên cứu này đăng từ năm 2011 trong tờ New England xin nói rằng là những người bệnh phổi mua, kẻ vô căn có cái sự đột biến trong cái gen MIC5B rất là quan trọng. Đột biến trên gen MIC5B mà nó lại liên quan đến phế quản. Thế thì cái sự liên quan đến cái phổi, phổi mua kẻ là như thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng MIC5B nó thuộc vào cái chất nhầy, cái, cái, cái chất mucus. Và ở trong cái sự mà đột biến đó thì những người bệnh nhân bị phổi mua kẻ sẽ tăng cái 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 khả năng để mà tổng hợp cái chất mic 5 b và nếu mà tăng cái khả năng đó có nghĩa rằng là cái chất nhờn nó sẽ nhiều và lúc đó thì tất cả những cái thứ mà ta hít vào trong cái lá phổi của chúng ta nó sẽ bị nằm kẹt cứng ở đó và nó sẽ không có được thoát ra ngoài bởi vì cái chất nhờn của chúng ta cao và từ đó thì đây là cái giải thuyết được đưa ra mà tôi nghĩ đây là cái giải thuyết đúng là đây là những cái chất mà do ô nhiễm môi trường hoặc là thuốc lá Tôi biết rằng là thuốc lá nó cũng liên quan đến cái vùng của kẻ. Hoặc cho bất cứ cái chất gì mà chúng ta hít vào, thì hít vào ở đây, thì thay vì nó sẽ được lông chuyển, nghĩa là đẩy ra ngoài, thì nó vẫn nằm kẹt cứng ở đây. Và bởi vì thế nên cái thời gian để mà cỏ sát giữa những cái chất mà gây ra cái viêm đó ở tại tiểu phế quản, nó sẽ tăng lên. Và từ đó thì cái viêm nó sẽ bắt đầu ở tiểu phế quản và nó từ từ nó sẽ lan tỏa qua cái vùng phế nam và bởi vì thế nên tắc nghẽn nơi tiểu phế quản nó sẽ gây ra cái viêm ở phế nang và cái viêm ở phế nang sẽ gây ra sơ phổi và cái sơ phổi nó sẽ gây ra tất cả những cái triệu chứng mà lúc nãy cô Phương đã là, trình bày với chúng ta thì cái đó là cái kết luận mà chúng ta được nghĩ ra và lúc đó chúng ta thấy rằng là cái này nó cũng sẽ rất là phù hợp với lại những cái mà chúng ta biết rằng là những cái mà nguy cơ có thể đưa ra đến cái bệnh phổi mua kẻ như là thuốc lá ô nhiễm môi trường hay là cái trào ngược tất cả những cái thứ đó nếu mà chúng ta có cái khả năng mà của cái vùng tiểu phê, tiểu tiểu phế quản nó bị tổn thương thì chúng ta sẽ không có cái khả năng để mà loại trừ những cái thứ đó và để kết luận rằng là thực ra những cái tiểu phế quản nó đóng cái vai trò rất là quan trọng không những trong những cái bệnh như là bệnh hen suyễn hay là bệnh COPD. Ngày, ngày, ngày hôm nay chúng ta biết rằng là thiếu phế quản đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái bệnh phổi mô kẽ thiếu phế quản đã được người ta nhắc đến lần đầu tiên giáo sư mead vào năm 1970 và lúc đó ông ta nói rằng là đây là cái vùng im lặng cái vùng thầm lặng không nói không rằng nhưng mà đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái sinh bệnh học và tôi xin thưa rằng là cái ngày hôm nay thì rằng là chúng ta mất đến 43 năm để mà hiểu rằng tiểu phế quản đóng cái vai trò quan trọng trong trong, trong bệnh phổi mô kẻ tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không mất thêm 43 năm nữa để mà hiểu rõ cái vai trò của cái tiểu phế quản đó trong cái sinh bệnh học để mà chúng ta có thể ngăn ngừa và hữu hiệu hơn trong cái cách chữa trị và tiếp cận với cái bệnh phổi mô kẻ này xin cảm ơn các thầy cô